Cái ông hỏi gì chứ, con có muốn đi coi chỗ đi đầu thai không, trai gái già trẻ gì đó, áo xanh áo đỏ áo vàng gì đó, mới rớt xuống cây cầu đó, rớt xuống cái sông đó đó, là chị thấy cá đó, cá sấu mình, con nào cũng thấy nó không hình dung nổi, mà nó chỉ táp một cái là một người, là một táp một cái là máu dũng 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 gì nè. Mới giải thích cho chị nghe là con biết không, cái người đi bên hầm vàng đó là hồi kiếp trước người ta tu, người ta biết làm công đức, người ta biết làm phước, người ta mới được bây giờ đó con. Chị bệnh là chị thấy người khước mặt cho chị toàn là cứu chị không. Cũng xin chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh đã tìm đến nhà của chị Bảy. Chị Bảy là một người cách đây 20 năm rồi, đã nhớ từ ly từ tí cái câu chuyện mà đi xuống địa ngục gặp hầm vàng hầm bạc, như tất cả ở dưới địa ngục như là cô bác anh chị em mình đi đầu thai đó như thế nào. Thì Lê Thanh sẽ vô nhà của chị Bảy để chúng ta cùng trò chuyện với chị Bảy, cho khán giả gần xa được nghe và hiểu câu chuyện này như thế nào nha. Mời cả nhà theo dõi video của Lê Thanh ạ. Thì hôm nay cũng có duyên gặp chị Bảy ở đây, thì cũng được biết là chị Bảy cách đây khoảng 20 năm rồi, là chị còn nhớ hoài không quên những giai đoạn này. Thì Lê Thanh hôm nay để đến đây làm một clip để gửi đến khán giả gần xa, nhất là những khán giả yêu mến câu chuyện tâm linh. Thì nói đây là một câu chuyện tâm linh là có thật, thì chúng ta sẽ nghe những cái câu nói, những lời kể của chị Bảy cách đây khoảng 20 năm đã từng đi xuống địa ngục như thế nào nha. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ. Thì đây thì cái này là giữa chỗ là bằng thực tế, chứ không phải là nói ra là mình ai nói lại cho mình nghe hay là bắt câu là cái gì hết. Cái này sự thật là hồi lúc đó đó là tôi, sự thật là gia đình rất là khổ. Rất là khổ luôn. Là tôi cũng có là nhiều khi cũng có trách cái trong lòng là nói sao là mình đó là người ăn không hết, mà mình người lại mình không có mà hết cũng không đủ, mình than như vậy thôi, than trong lòng vậy thôi. Nhưng một hôm đó, một đêm đó tôi nằm mơ màng thì tôi thấy có một cái ông đó, ổng lưng nách bự lắm, ổng ở trần mà ổng mặc cái quần xà lỏn, cũng mặc không phải là mặc quần mình mà cũng đái nem luôn, mà ở trần nha, lưng nách bự lắm. Cái ông hỏi gì chứ, con có muốn đi coi chỗ đi đầu thai không. Cái chị mới thấy rằng chị nói thôi, cũng gắn mắt cái trong lòng, cũng gắn mắt nha, cũng nói đi chứ, cho con đi chứ. Ông nói vậy là ậy, vậy là đi phải không. Nói dạ cho con đi chứ. Ông mới dẫn nói đi, là ổng cặp cái tay chị vô nách ổng nha, chị nhớ rồi không quên, cặp cái tay vô nách ổng là ổng bay chị lợi tới cái chỗ đó. Ổng mới đáp xuống, ổng mới đáp xuống cái ổng nói con đứng đây nè, con coi người ta chỗ đi đầu thai. Là rõ ràng đi là người ta đi trùng trùng điệp điệp, chứ không phải người sống mình không bằng đâu, người sống không bằng. Là đi tới đó ổng nói nè, con đứng con coi nè. Đó. Cái ổng hỏi chị vậy chứ, con có đi qua cây cầu này được không. Chị mới trả lời, chị cũng gắn mắt nữa, gắn mắt lòng nữa, nói được chứ ông, con nhà quê mà con đi cầu khỉ là rất giỏi luôn á. Ổng trả lời với chị một câu là ậy, vậy mà con đi không được đó, nếu mà con nói vậy thì con đứng đây con coi nha, con đứng đây con coi coi người ta đi. Thì ổng nói đi, đi lên mới đầu cái cầu thì nó rất thấp, chị nói rõ ràng vậy, cây cầu nó rất thấp, chỉ nó rất thấp là mình đi được, chừng mình ở nhà quê mà. Yeah. Thì đi được, nhưng mà ông nói ậy mà con đi không được đó. Thì chị đứng chị nhìn thì chị thấy cây cầu á, mới ban đầu thì nó thấp nó nhỏ, nhưng mà càng ngày nó càng cao, càng ngày nó càng cao, càng cao càng cao lên. Bắt đầu người ta mới đi trùng trùng điệp điệp lên cái cây cầu đó. Thì chị thấy là cây cầu đó là bắt đầu cây cầu nó lắc. Cái sông qua mới ban đầu nó nhỏ, nhưng một hơi cái sông nó lớn lắm. Là nước á, nó đen, hay kêu bằng nó đen kịnh luôn.
chứ không phải nước trong nha, nó đen mà đen kịnh luôn. Thì chỉ thấy là cây trên cây cầu bắt đầu mới cây cầu nó mới rung, lắc qua lắc lại là người đi trên đó đó, trai gái già trẻ gì đó, áo xanh áo đỏ áo vàng gì đó mới gớt xuống cây cầu đó, đó gớt xuống cái sông đó đó, là chỉ thấy cá đó, cá sấu mình đó. Con nào con nấy nó không hình dung nổi, mà nó chỉ táp một cái là một người là một táp một cái là máu dũng 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 gì nè, máu ở dưới sông á nó trào lên dũng dũng vậy đó. Là chị ổng mới đứng ổng mới cười, ổng ấy ậy vậy đó con đi được không á, cái chị mới cười, chị mới ổng nói vậy là không đi được à, cái ổng mới cười, ổng mới cười với chị, cái ổng mới nói thôi con muốn đi coi cái chỗ đi đầu thai không, đi đi với ổng nữa. Là bắt đầu là ổng mới cặp cái tay của chị vô cái nách ổng nữa, ổng mới làm bay qua cái cây cầu bên kia, cái đầu cầu bên kia. Cái ổng mới nói gì, ổng nói là con đứng đây nè, con coi cái chỗ người ta đi đầu thai đó, thì đứng đó coi đi cái chỗ đi đầu thai, người thì mập mạp, người thì cũng ốm, người thì cũng mặc đồ cũng như mình vậy, cũng như dương gian mình vậy. Nhưng mà cái ông đó giữ hai cái cửa mà đi vô đi đầu thai đó là mặt gần gợn trên nó có cái sừng, cái sừng như nè. Yeah. Mà cái cây kiếm cũng như là cây kiếm ông quan công mà cầm cái cây kiếm, cây đao đó. Yeah. Là hai ông đứng hai bên vậy, ông mới đứng hai bên vậy. Thì một người á thì đi qua bên này, ông đứng qua bên này, còn một người đi bên này. Thì cái hai cái người đó mới giải thích, chứ ổng không có giải thích nha. Hai cái người đó đã giải thích nói rằng bà đi bên hầm vàng nè, còn cái người bên đây thì đi bên hầm bạc. Rồi cái mới giải thích cho chị nghe là con biết không, cái người đi bên hầm vàng đó là hồi kiếp trước đó, người ta tu, người ta biết làm công đức, người ta biết làm phước, người ta mới được bây giờ đó con. Người ta mới được nhà cao cửa rộng, mới được xe hơi nhà lầu, người ta mới được cái công đức đó là rất lớn, người ta mới được ở trong cái căn nhà đó. Thành ra còn cái người đó mà thiếu công đức, cũng như là mình nghèo khổ, mình không có làm được phước, thì bây giờ mình đi bên cái hầm bạc là rất nghèo, là sau khi này mình khổ sở đi sinh năng đồ này kia là cái đó đó con. Ông giải thích cho chị nghe như vậy đó. Đó là đi đầu thai đó. Dạ, chỗ đi đầu thai đó. Rồi ông mới kể như vậy đó. Cái bà đó, bà mập mạp người dữ lắm luôn. Bà mới đội cái khăn sạc mà rất là sang trọng. Bà rất là sang trọng, chỉ đứng chỉ giờ mà rất là sang trọng. Bà mới đi qua bên cái hàng bạc. Cái ông hai cái người mà làm cây kiếm đó, lấy cây kiếm đó, giữ cửa đó, mới dẫn bà qua bên cái hầm vàng, nói bà đi lộn hầm rồi, bà mới đi hầm vàng sao bà không đi mà bà đi bên hầm bạc, bà đi lộn hầm rồi bà qua nay đi đó. Một cái câu chuyện như vậy chị mới nhớ là tới thức luôn, còn nhớ tới sáng. Rồi thôi không nói gì, chừng khoảng cách cũng không lâu, cũng khoảng chừng 5-10 đêm gì đó là chị nằm. Chị thấy có cái bà đó, bà không có lớn con hung, bà cũng do voi người thôi, nhưng mà bà trắng bà đẹp lắm. Bà mới lại hỏi con ơi, con đi hội Long Hoa không, đi coi hội Long Hoa không, con đi nữa, đi đó. Cái bà dẫn, bà nói vậy là mẹ dẫn cho con đi coi cái hội Long Hoa đó. Thì bà dẫn chị đi là bà nói thôi đi nha, là bà cặp cái tay chị là bà bay lên. Bà bay lên cái núi cao lắm, cao dữ lắm, mà cái cảnh đời nó đẹp. Đi là mê không về nhà, không trở lại nữa đâu. Theo mà chị mà tới số là chị không trở lại nữa đâu. Là bắt đầu đi ha, bông ha không có phải là thấp thấp gì, cỡ khoảng chạm này đây. Yeah. Mà bông qua rồi mây đó ha. Mây nó lập là vậy nè. Là bà dẫn cho mẹ đi đó, đi hết trơn. Bắt đầu bà nói đó con, cho con coi cái cảnh mình dự hội Long Hoa, là bà nói với chị như vậy. Nhân vô đi, bà dẫn đi hết trơn, bà nói dẫn đi là hết trơn, mà cái cảnh đời nó đẹp lắm. Cái thôi cũng vậy,
Cái bà nói thôi mình, mẹ con mình vô giữ hồi hôm qua con. Thì bà cặp cái tay chị bà đi, đi vô cái chỗ đó mà cũng có hai cái người, cũng như cái người mà chị nói với em hồi nãy, cũng giữ cửa hồi nãy vậy đó. Là bắt đầu là bà đi vô lọt mà mẹ vô không lọt, không cho mẹ vô, bà không cho mẹ vô gì hết trơn á. Là hai người đó không cho chị vô. Là bắt đầu cái bà mới trở ngược lại. Bà mới trở ngược lại, bà mới nắm cái tay chị. Cho con tôi vô đi, dự hội long qua đi, con của tôi đó. Thì hai người đứng coi cửa đó là dẹt hết, dẹt ra hết, cho chị đi vô dự hội long qua. Thì bà nói con ngồi đây đi. Đó thì chị mới ngồi bên này, thì bà mới ngồi bên này. Đó bà nói đó, con nhìn hội long qua đó, con coi đi. Ở trên ơn trên người ta đây để đó, người ta coi đó, ta đọc văn đó, cho con coi cái hội long qua để cho con biết. Đó. Thì trùng trùng điệp điệp người ta, không phải cũng như là quốc hội ngồi vậy đó. Là trai ngồi theo trai mà gái ngồi theo gái chứ không phải ngồi lộn xộn. Nhưng mà cũng khăn, nình ông thì khăn đóng áo dài. Còn nình bà thì mặc đồ là áo dài đen mình đó. Yeah. Cũng bới tóc không à, bới tóc mà bới ở sao nó có cái diều ở sao vậy nè. Yeah. Đó, bới tóc không. Chứ không có người nào gì hết. À, bắt đầu cái thôi, cái chị mới nói cái mẹ cho mình ngồi đó mình nghe cho đàng hoàng hết trơn rồi, thì giảng đạo nghe hết rồi. Cái mẹ mới nói thôi bây giờ á con còn đi nữa không. Cái chị mới nói mẹ đi cho con đi chứ. Cái mẹ mới nói thôi con chưa có hết nợ trần thì con tới đây là được rồi, thôi giờ con có biết đi xuồng không. Cái chị mới trả lời, chị nói biết. Dạ biết. Cái thầy bà nói thôi con xuống dưới cái thúng nè, cái thúng mà cái thúng thứ người ta đi biển đó. Dạ. Đi biển đó. Chứ bà đưa cho chị một cây dầm. Cái bà nói đó, con bơi cái thúng này nè, con qua cái bờ sông bên kia là con về đi. Thì mới ban đầu á thì chị lấy cái cây dầm á, chị thọt xuống á thì nó cặn sợ cả, nó không có sâu gì trơn á. Một hơi đó ha, là biển cả bao la thế giới, là trời với nước không, trời với nước không, chứ không có người ta mà cũng không có cái gì, có mình ơn chị với cái thúng đó thôi. Mà bắt đầu cái sóng á, sóng cái sông đó, cái biển đó là nó mới dập cái xuồng của chị, cái thúng á nó mới chìm đi. Yeah. Chị mới chới giới giật mình, tới chừng giật mình thức chị là một hôi bỏ không lã chứ. Yeah. Đó thôi, không nói gì, là cũng câu chuyện vậy nằm nên như vậy. Là từ đó tới sau, bắt đầu chị cũng còn trẻ, bắt đầu chị mới đau. Chị đau đi mà đau không có tiền, không có tiền đi cắt, đi bằng lúa bằng thóc đó, là ta tới mùa vụ người ta mới trả tiền mình, chứ đâu phải như bây giờ mà ta suốt ra rồi người ta trả tiền mình đâu. Yeah. Chị đau quá đau đi. Mà lúc đó con nhỏ gái thứ hai của chị đó là nó còn nhỏ xíu, nó mới biết đi lẩm đẩm à. Bắt đầu chị đau quá, cái mà mấy người ta mới kêu chị đi bệnh viện. Mà chị nói tiền đâu đi bệnh viện, khổ quá sao đi bệnh viện. Cái chị vô cái bộ ngựa á, của người gì chị nằm. Chị nằm thì chị thấy có cái bà đó cũng y như cái bà mà chị nằm mơ, nhưng mà chị không có ngủ. Yeah. Chị đau quá, chị nằm ê ẩm quá không có ngủ, nhưng mà nằm mơ màng vậy thôi. Cái bà lại nói, bà lấy, bà đứng ở ngoài cái cửa cũng như nhà chị đây, bà đứng ngoài đó vậy đó. Yeah. Cái bà nói tôi lại đây, cái mở tám tôi á, nói là có mở tám. Bà nói bà lại đây bà làm gì. Cái bà nói không, tôi lại đây để tôi chích thuốc. Mở tám á của chị mới nói thôi bà ơi, bà có chích thuốc, bà chích cho tôi chứ. Bà mới trả lời không, tôi đâu có chích cho cô, mà tôi chích cho con tôi đó. Thì vô trong cái bộ ngựa là bà kêu dán áo lên đi ha. Yeah. Bà kêu dán áo lên đi, là dán rồi, là bà lấy cây kim á, là bà chích vô cúng cúng chị, là chị nhẹ nhõm, chị đau, chị rất đau, chị mới chới giới. Từ đó tới sau là chị mua thuốc bậy bạ uống vậy thôi, chứ đâu có đi bệnh viện. Cái vụ chích đó là mình thực tế hay là nằm mơ nữa? Cũng nằm như mơ, nhưng mà chị đau quá, chị đâu có ngủ được. Thành ra chị mơ mơ vậy thôi. Nhưng mà chị thấy rõ ràng như vậy là như vậy. Rồi thôi, câu chuyện vậy rồi bắt đầu thôi, chị cũng không nói gì. Thời gian chị đau đây nè, chị ở nhà gia đình này nè,
chị cũng đau, cũng quyết liệt ạ, đau dữ lắm ạ. Là chị nằm chị thấy cái bà đó cũng y gan như cái bà đó nữa, cũng mặc đồ cũng y gan vậy, cũng áo dài cũng này kia vậy. Đã vô mới nói con đau quá, thôi giờ mẹ cho con uống 3 viên thuốc tể. Mà nó ngay 3 viên thuốc thì chỉ có ba lớn gì nè, là 3 viên nhỏ gì thôi nha. Bà nói con uống 3 viên này vô là con hết bệnh nè, con uống đi đó. Thì thấy vậy, cái thấy bà đưa 3 viên thuốc vậy là bắt đầu chị uống. Chị uống từ đó tới sau là chị không phải, chị uống thuốc qua la thì chút đỉnh vậy thôi, chứ chị cũng không có uống gì nhiều, mà chị cũng hết bệnh rồi. Thôi cái chuyện đó thì chị kể như vậy đó. Thời gian lúc đó là chị chắc cũng bốn chục tuổi rồi. Chị lúc đó là chị đau dữ lắm luôn, đau là nói chung là hai cái vú chị nó căng. Lúc đó là chị đau là đã chị biết rồi, nhưng mà chị giấu con, chị giấu ông xã không có nói. Chị biết là chị phải đau căn bệnh đó thôi. Nhưng khi mà chị đi đó, chị đi làm á, đi với thằng trai Út á, đi là chị mới lợi đằng lại bà thầy phun cho chị, phun cho chị đi đằng cho chị hết đau, bớt đau đằng chị đi. Vì gia đình quá khổ rồi. Cái bắt đầu phun đi rồi là bắt đầu chị về, chị mặc cái áo, chị bẫy cái cặp chị đi. Đi đâu có tiền mua thuốc đâu. Chị không có tiền mua thuốc thiệt tình như vậy luôn. Chị mới chiếc cái tiền xe của chị đó, chị mới qua bên chợ Cái Dầu á, là chị mua là ba dĩ thuốc, chị còn nhớ mà. Một dĩ âm bi, một dĩ cá sấu, một dĩ ba ra, là ba dĩ. Chị mới bỏ vô trong cặp, đặng đi dọc đường đặng uống đó nha. Thì thời gian đó chị đi lên xe, thì tới cái trạm Quỷ Nghĩa rồi đó, thì nó tối rồi. Chị không có đi lên cái chỗ chị mằng được, thành ra chị mới tá túc lại là cái trạm Quỷ Nghĩa. Mà chú thấy coi cái trạm Quỷ Nghĩa người ta là cỡ nào, chú thấy người ta cỡ nào đó, đâu có ngủ được đâu, xèo 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 kẻ lên người xuống đâu có ngủ được. Mà chị nằm chị thấy có cái bà đó, bà lại bà kêu con dán cái áo lên đi, con dán cái áo lên ta cho tao coi hai cái vú mày coi. Thì chị mới thấy vậy, chị mới dán cái áo lên. Mà người ta nói chuyện chị nghe văng vẳng nói ồn ào đó. Dán cái áo lên gì, bắt đầu phải lấy tay vậy nè, chị nhớ hoài quên. Lấy tay đè đều hết trơn cái vú chị. Cái bác kêu con khòm xuống đi, khòm xuống là nói mũ nó chảy tẹt. Nó khi mũ nó chảy là cấp đó là chị hết hồn, cấp đó là chị cảm giác như con người của chị là không còn hồn vía gì nữa hết trơn á. Là bắt đầu chị mới chớ giới là thức gì, chị gờ vậy, gờ điều coi sự thật có gì không trời đó. Thì gờ lên là bắt đầu là sáng lại là bắt đầu chị mới đi lên cái chỗ làm. Mà chị uống 3 dĩ thuốc đó mà chị hết tới bây giờ, chị hết tới bây giờ luôn. Mà theo như nghĩ chắc là không phải thuốc đó làm cho chị hết đâu, mà có lẽ là cái người trên cái người để theo độ chị, cũng như là giúp cho chị là căn bệnh này là không thể nào là người phàm chị được. Thành ra là cái người để mà hỗ trợ cho chị đó, cái người mà để theo chị đó là để cứu chị, biết bao nhiêu cứu chị, biết bao nhiêu lần. Chị có biết cái người đó là ai không? Chị không biết người đó là ai, nhưng mà chị nghĩ ra đó, chị nói là khi chị đau là chị phải gặp bả thôi. Dạ, mà không biết luôn hả? Không biết luôn. Có phải mẫu hay là Quan Âm hay là một vị nào đó mình có thể mình cảm nhận được không? Nhưng mà cái đó là chị thấy không phải là, nếu mà mặc đồ Quan Âm á thì chị thấy như vậy là chị phải biết bà Quan Âm. Không phải mặc đồ giống vậy. Cũng vậy, cũng khăn, cũng mặc áo dài đen vậy. Cũng mặc áo dài đen mà mặc quần cũng đáy nem dài vậy. Mà cũng cái đầu bới tóc thì cũng thả diều vậy. Vậy mà mỗi lần mà chị có cái gì mà nó quan trọng đối với bản thân chị là chị phải gặp bà. Bà mẹ đó thôi. Mình có nguyện không? Mình có nguyện cầu gặp người đó không hay là sao? Chị không có nguyện cầu gì chứ á. Chị không có nguyện cầu gì chứ á. Nhưng mà chị đã thấy vậy đó. Chị đã rõ ràng vậy luôn. Cái hôm đó
chị nằm chị thấy là dứa nó, chị đi chùa, chị đi chùa mà chị với thím chính công với này, thím chính với này nè, bà mới nói vợ lèo mà đi chùa không, nói dạ thím đi con đi với, thì chị đi chùa, chị đi chùa thì chị gặp bà dẫn chị vô cái chùa lớn dữ lắm, không thể nào tả được cái chùa, cái chùa lớn á, cái đi có cái đường song song đi vô, hai bên là cây cây cổ thụ mà cây bự bự, một hai người ôm gì không, chị mới thấy, chị mới thấy, chị nói thím chính, thím chính sao mà người ta sao mà không mặc quần mặc áo gì hết trơn rồi thím chính mà ôm theo cái cây cổ thụ đó, ôm theo cây cổ thụ đó đó, chị mới hỏi gì chứ thím chính ơi, thím chính sao mà người ta không có quần áo gì trơn, mà kẻ thì có giặt áo, kẻ thì cái khố, kẻ quần áo gì không có hết trơn thím chính. Thế chính trả lời với chị, con ơi, con biết cái đó là cái gì không con? Cái nói dạ con đâu có biết thím chính. Cái đó là người đạo đạo gì, đạo đạo Thiên Chúa đó con. Thím chính trả lời với chị vậy đó, là nói là đó là đạo Thiên Chúa. Cái gì mà căng tay ra dạ, chỗ dạ. Cái cây đó. Không không có căng, nhưng mà ở theo cái gốc mà gốc cổ thụ không à? Ở theo cái gốc cổ thụ vậy đó, người nền bà nền ông gì cũng ở theo cái gốc cổ thụ đó. Ở hay là ôm vô cái gốc đó. Không có ôm, nhưng mà ở theo quanh theo cái gốc cổ thụ vậy nè. Đó. Thì chị mới hỏi thì thím chính trả lời với chị như vậy. Thì chị mới nói vậy, thôi để thím chính dẫn con đi chùa. Thì dẫn đi lên đó ha. Cái chùa lớn dữ lắm mà đi vô nhang đốt thơm bát ngát. Vô đó cái bà nói gặp cô Hai Nhiên. Cô Hai Nhiên gặp chị gật đầu. Với thím chính gật đầu. Cái phanh tay hầu lại. Cái hầu chị gì nè, cái hầu với thím chính. Nói à thôi thím chính với chị Bảy ngồi đây đi. Để em đi dọn cơm tương cho thím chính với chị Bảy ăn. Lúc đó là chị Bảy nói gì ha? Ở cái người kia nói ha. Người kia nói. Cô Hai á ở trong chùa đó đó mới nói là gặp chị phanh tay gật đầu. Còn đó là nói là chị ngồi đây với thím chính ngồi đây đi, để em đi vô dọn cơm tương cho thím chính với chị ăn. Chị là sáng lại gặp thím chính nói, thím chính mới nói chèm phẹt ơi, mày nói thiệt á vợ lèo. Nói dạ con thấy gì đó thím chính. Bà nói thiệt tình mày quá trời mày tốt rồi. Sao mày gặp cái gì sao mà mày cái gì sao con gặp cái gì mà con nói ra cái gì nghe cũng ly kỳ quá gì vậy con. Nó dạ thì con nói cho thím nghe vậy. Thấy sao nói vậy đó. Thấy sao nói vậy đó. Ủa cô, rồi còn cái phần mà cô gặp đức thầy gì đó cô, thì cái vụ đó làm sao? Cái đức thầy thì lúc đó cũng còn trẻ, nhưng mà nằm thì thấy là đức thầy chèo cái xuồng. Cái xuồng mà cái xuồng ba lá, cái xuồng ba lá thì ổng chèo ngang vậy nè, nằm dòm thấy vậy nè, là ổng chèo ngang cái đọt dừa vậy nè. Ổng chèo ngang cái đọt dừa vậy là ổng chèo lấy giọt á, chèo có một cái chèo một ha. Đó. Thì thấy ổng vậy là ổng ở trần. Ổng đội cái khăn mà màu nâu nâu mà ổng khất ngang vậy nè. Đó, ổng gì nè. Đó. Là thấy ổng vậy đó. Mà lúc đó là chèo nghe nói là chèo trên một cây gì đó hết. Thì đúng rồi, chèo ngang cái đọt dừa mà. Mà trên mây đó, mây nó bay bay gì nè, nó lả mà ổng chèo trên mây á. Đọt dừa mây á. Là nó thấy rõ ràng luôn. Mình thấy cái đọt dừa nhưng mà ổng chèo ở trên mây á. Ở trên mây á. Thấy phớt đọt. Ổng chèo. Thấy luôn mà. Hình thấy thực tế luôn, ổng ở trần. Cái hình dung hình dạng của thầy giống như trong hình mình đang thờ không? Ổng không có giống như cái hình này. Nhưng mà ổng hơi lớn tuổi hơn một chút. Ổng lớn tuổi hơn cái hình này. Chứ không phải là cái hình này là ổng chụp rất trẻ. Còn trẻ ha. Nhưng mà chị thấy ổng rất hơi lớn tuổi rồi. Lớn tuổi nhưng cũng như cái nét cứng tuổi. Nét giống hình này ha. Vậy đó, ổng cứng tuổi rồi, chứ không phải ổng trẻ. Rồi cái đó là cái chèo cái chiếc xuồng hay là chiếc thuyền? Rồi. Cái đó rồi mới hỏi là ổng nói là ổng hỏi mẹ mới nói là cái đó là ổng chèo cái thuyền Bát Nhã đó con. Cái thuyền Bát Nhã. Chứ cái người á là nếu mà đức thầy chèo thì chèo thuyền Bát Nhã, chứ đâu có phải mà chèo cái xuồng. Để con thì con nói cái xuồng.
Nhưng mà cái tâm linh á, cái người đạo người ta mới gọi ổng là chèo thuyền Bát Nhã. Yeah. Nói vậy đó, là chèo cái thuyền Bát Nhã chứ không phải là chèo cái xuồng. Yeah. Chèo cái thuyền đó giống như là đi đưa, đi đón. Yeah. Đón người tu hiền. Dạ, yeah, cũng như người ta trả lời là nói là ổng chèo cái xuồng đó cũng như là không có cái đáy. Yeah. Cũng như là ổng nói là ổng chèo thuyền Bát Nhã vậy thôi, nhưng mà sự thật cái xuồng, cái ghe đó là không phải là cái ổng chèo không có cái đáy. Yeah. Mình thấy không có đáy luôn ha. Cái đó là bị ổng chèo trên mây mình. Yeah. Không có thấy, nhưng yeah, mà nghe kể lại đó, lân nghe là ổng chèo đó là cái thuyền Bát Nhã, nhưng mà thật đó cái xuồng đó nó không có cái đáy, nó không có cái đáy ở dưới. Yeah. Vậy đó là chỉ nhớ tới bây giờ, bởi vì cái chuyện gì đi nữa là cuộc sống của chị tuy giàu không có khá giả, không có cái gì hết, nhưng mà chị cảm giác được là bởi vì hồi lúc mà mình khổ thì mình chỉ than cho bản thân mình. Yeah. Khi mà mình ơn trên người ta đã dẫn cho chị đi là cho cái cảnh đời mà như vậy đó, là để từ đây sắp tới đó, nếu mà người nào á mà cảm giác như mình khổ mình than vậy đó, thì mình phải suy nghĩ lại và mình phải tu, và phải mình phải tu tâm dưỡng tánh lại để mình làm công đức, đặng mà sau khi này được mình hưởng cái vinh hoa phú quý, hay là mình về những cái chỗ nào mà giàu có đó đặng mình hưởng. Còn cái chỗ mình nghèo khổ là mình đã quá thiếu rồi, nên ơn trên người ta mới cho chị thấy như vậy. Từ đây sắp tới là cái cảnh chị đừng than nữa, mà yeah, phải gán tu. Yeah. Phải gán mà tu để mà sau khi này được mình được như dưới người ta như vậy. Yeah. Đừng than nữa. Nên vì cái chỗ đó mà chị tới bây giờ là không than, không phiền, không có gì hết trơn. Yeah. Không có cái gì, là mình đã hiểu biết rồi, mình đã hiểu rồi cái hoàn cảnh mình đã như vậy rồi, nên mình thiếu, nên bây giờ mình phải gán làm sao. Nên chị bây giờ là không có xâm si, mà nói chung ra là bây giờ chị biết người ta hơn chị, sự thật đó. Yeah. Nhưng mà chị cũng không có màng tới là cái chuyện đó là cái chuyện gì. Yeah. Không có gì hết, nhưng mà cái chuyện gì đó là mình phải chính xác, nói cái gì phải ra cho cái đó. Ừ, bây giờ chị ơi ha, cái gì đó, nhưng mà nếu mà chị mà hoàn cảnh của chị mà nhắm mà chị giúp được cái gì á, chị giúp được cái gì cho ai á, là chị giúp bằng thực tế. Không bao giờ mà nói lưỡng lự ha, là nói ừ để tính lại là không có. Yeah. Chị có giúp được cái gì, khả năng chị giúp được là chị giúp liền, chứ không có bao giờ mà nói là để tôi tính lại coi ha, là Duy không có hứa ha. Không hứa. Yeah. Nếu chị gia đình của chị sao bây giờ, chị cảm thấy như vậy, bây giờ chị thấy là bây giờ là người đó quá khổ. Yeah. Mà trong nhà chị còn chỉ một lon gạo mà chiều để nấu thôi. Yeah. Sự thật như vậy, chị vô chị xúc một lon gạo đó để chị đưa cho cái người này để. Yeah. Bây giờ mình cứu sống thật tiếp. Yeah. Trực tiếp đi. Yeah. Rồi chiều nay chị không có, chị đi mượn lúa xóm chồng ghiền cũng được. Yeah. Chứ không có gì thì không có, thì chị hái rau hái gác hay là chị cái gì đó, chị sống cũng cái cuộc buổi chiều đó chị cũng sống được thôi. Nhưng. Yeah. Mà bây giờ mình phải cứu cái người này trước nè. Yeah. Đó, chú cho cứu cho người ta sống đi rồi mình hãy tính tiếp. Chị thì tánh chị vậy đó. Thì qua câu chuyện này thì nói chung cũng rất là hay, gửi đến khán giả đằng xa phải nói là cũng đặc biệt lắm, chứ những cô bác anh chị em mà thường gặp cái này hiếm lắm, ít có ai lắm. Dạ. Yeah. Ít có ai gặp những câu chuyện như chị đó, cũng hôm nay chị để nhín thời gian để lên YouTube này kể cho khán giả nghe, để thứ nhất là để mình để tu hiền lại. Dạ. Yeah. Để cũng sau như này nói, mình chọn được cái hầm vàng đó. Đúng rồi đó. Yeah. Cũng như là khổ rồi mình than. Yeah. Mình than. Nhưng mà cái ơn trên là thấy chị vậy rồi mới dẫn cho chị đi, để cho chị thấy. Yeah. Là đừng than nữa, mà. Yeah. Phải gán tu. Yeah. Phải gán tu. Cũng như mình quay lại, cũng như là. Yeah. mình quay đầu là bờ đó, cũng như mình quay lại là mình phải gán tu. Yeah. Đằng sau mình hưởng cái sau, không thôi là con mình hưởng hay cháu mình hưởng, là mình vì sao mình cho con cháu mình đừng khổ nữa, là mình phải từ đây trở về là mình nằm mình thấy gì mình tỉnh ngộ lại, cũng như mình ngủ mê man, mình. Yeah. Ngủ mê, nhưng bây giờ mình đã tỉnh giấc rồi, mình thấy mình đã tỉnh giấc rồi, thì bây giờ mình phải làm đó như vậy chứ không than nữa. Yeah.
Như qua cái câu chuyện mà chị gặp những như thầy nè, và những cái vị mà dắt chị đi đó, từ đó giờ chị có thấy trong mình có khỏe lại chứ không? Khỏe lại như, hay là bà còn cũng bệnh lề gề như hồi đó nữa? Không, chị trời ơi, nói chung là hồi đó tới bây giờ là chị bệnh là chị thấy người khuất mặt cho chị toàn là cứu chị không. Dạ. Nhưng mà hồi chị không có hết bệnh rồi thôi, chị không có, chị mặn dữ lắm. Chị mặn, nói chung mà ngày bằng đêm mặn dữ dằn lắm. Dạ. Không có bệnh gì hết trơn. Thôi cũng cảm ơn chị Bảy đã chia sẻ những câu chuyện hay này trên YouTube này nha. Dạ. Thì chắc có lẽ là khán giả xem được những đoạn này thì khán giả sẽ làm tốt, làm hiền hơn một chút nữa, sau này may mắn hơn. Dạ. Xin chào chị Bảy nha. Dạ.